Hello bà con cô bác, hôm nay là đầu năm Quý Mão, Kenny xin kính chúc tất cả bà con cô bác, cô chú, anh chị, bạn bè gần xa thật là nhiều sức khỏe, vạn sự được may mắn. Hôm nay đầu năm thì gia đình em cúng một mâm cơm chay, cũng như thường lệ mỗi năm đó, rồi bây giờ chuẩn bị đốt pháo nè. Bây giờ treo pháo xong mà mình chuẩn bị mình đốt. Hôm nay là mùng 1 Tết năm Quý Mão, cũng như thường lệ mỗi năm thì gia đình của Kenny Phan lúc nào cũng cúng một mâm cơm chay cho ông bà tổ tiên của Nguyễn Thất Tổ, đầy đủ hết, ở nhà nấu chứ không có mua. Đầu năm và cuối năm lúc nào cũng cúng một mâm cơm chay, có bánh mứt, rồi đồ ăn thì có đồ xào, canh, đồ kho, rồi cũng đầy đủ món, trái cây, rồi cặp đèn cây, rồi trà, giấy tiền vàng bạc, đầy đủ hết. Ok, có bánh tét, rồi có bông hoa, có dĩa trái cây. Đó là theo thủ tục của ông bà xưa, từ ngày xưa tới bây giờ, truyền thống rồi đó, truyền thống của ông bà chúng ta đó. Ok, có bông hoa, rồi có trái cây, giấy tiền vàng bạc, cặp đèn cầy, ba chung trà, đầy đủ. Mời tất cả ông bà tổ tiên của Nguyễn Thất Tổ, chính phương trời, mười phương Phật, cha trời mẹ đất, thần quản bổn cảnh, đất đai duyên trời, về đây ăn uống thật là no, phù hộ độ cho gia đình con cũng như ba tánh bước sang năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự may mắn, thế giới lúc nào cũng được hòa bình, tâm thì luôn được an lạc. Một chút gì để gọi là Tết. Có mâm trái cây ha. Tết thì lúc nào cũng có mâm trái cây, cũng phải có một bình bông. Ok, bánh mứt. Ok, trái cây, bánh mứt, rồi bông, đầy đủ hết ha. Ok, Okay.
Cũng như mọi năm ha, mình cúng xong là mình nhang chưa tàn là mình phải đốt liền, rồi cầu tất cả ông bà tổ tiên, củ quyền thất tổ, đất đai dân chặt, chín phương trời, mười phương Phật, cha trời mẹ đất, ăn qua bốn cảnh, những người phước mặt phước mà về đây nhận lãnh những tiền vàng bạc. Qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cánh tình trăm năm. Nói sao? Repeat to me. Nói chúc mừng năm mới. Nói coi. Chúc. Chúc. Mừng. Mừng. Năm. Năm. Mới. Mới. Chúc faster. Mừng năm mới. Nói gì đó. Đó nói được. Mời Kê Liên. Đứng đây mà nội gì thì nè. Nói sao? Chúc mừng năm mới. Giờ nói chúc bà nội luôn khỏe mạnh. Nói đi, chúc bà nội luôn khỏe mạnh. Sống sống hơn 100 tuổi. Luôn vui vẻ. Luôn vui vẻ. Cảm ơn con. Đứa nào đứa nấy nói tiếng Việt gặn từ chữ. Có cho mẹ nữa. Mẹ. Lì xì
cho mẹ chuẩn bị sẵn. Trời Út à. Ủa cái này chụp hình mà anh phải không? Quay mà. Quay hả? Nè, vợ chồng trai Út chúc mẹ năm mới Quý Mão 2023 sức khỏe dồi dào, sống hơn 100 tuổi, vui vẻ bên con cháu. À, hy vọng mẹ mỗi tháng được đi kéo máy ít nhất 1 lần. Cái câu đó thì câu đó phải thêm vô. Lớn tuổi ở đâu đi làm gì đâu mà có lấy sự. Tuổi trẻ còn sức còn đi làm. Cảm ơn con. Nói gì đâu, cảm ơn bị đòn bây giờ. Mẹ con mà khách sáng. À, lì xì ha. Hồi nãy chị lì xì giờ tới rồi xuống vậy. Xuống mà. Sao đâu, quê xuân. Năm mới sức khỏe dồi dào nha. Son đâu, son đâu, lại lên. Nhớ học giỏi nha. Rồi mấy mốt phải được chớp làm có tiền thì dắt cậu Thi đi ăn lobster nha. Son, son. Dạ, yeah, cho son xuống. Cậu Thi lì xì nữa kìa, nãy đó là chị ở này của cậu Thi. Xuống à. Cảm ơn. Cảm ơn. Dễ thương quá. Lucky, thank you for seeing you too. Wow, good fortune. Rồi, thôi đi. Chị đứng, chị đi. Bông cúc đào. Đẹp quá nè. Cái này là nhà của người chị. Chân bông ngày Tết. Rất là đẹp. Bông đào và bông cúc. Cái chỗ này là của con nhỏ chủ là nó cũng nổi tiếng đúng không? Dĩa trái cây ha. Ai chưng dĩa trái cây đẹp quá vậy? Thấy sơm tụ quá vậy. Chưng là chưng vậy là đúng rồi đó. Rất là đẹp, đầy đủ. Bữa em kêu anh mua thùng xoài, anh không chịu á. Cái này ngũ quả hay gì? Mua tuần rồi luôn. Ngũ quả hả? Vậy tùm lum hết trơn, có trái nào. Đủ 5 loại không? Chị, cái mảng cầu của bên ổng hả? Ông cầu mua cho nó bên ổng trái chưa có hả? Nó nứt hết trơn, lũ thương cho mưa. Sao sướng gì? Tết toàn xài đồ của người ta hay không vậy? Nhưng mà bông đào sao cho ít mà phải thêm vài nhánh. Ông kêu tao cắt coi nhiều á, chứ quá trời luôn. Nè, cái này là bông huệ. Cái xong á, mắc cười lắm. Ổng mua cho chị 10 chậu bông cúc. Đem ghé trong phòng ổng cho. Rồi đem nhà trên cái xong. Cái ổng nói bông, mà bông đó cũng cũ vậy. Trái mảng cầu đấy, đẹp quá ha. Bông cái hơi nói bông đó, chị cũng đâu nói gì đó. Ổng nói bông đó cũng như không có tốt này kia vậy. Cái ông mua, có dưa hấu và có dĩa trái cây nhai, chỉ nói mua chi nhiều có bông kia, mệt mất công bưng ra bưng bông huệ bữa nay nở đẹp quá nè. Bông trong nhà cháu nói nhỏ con mà chị Bảy chưng cái trái cây dĩa này đẹp quá. Nhìn sâm tụ quá chừng nè. Đó cái quần này gọn. Beep.
Kính chào các cô chú, anh chị, quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 18 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống, đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626-899-5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.